công ty điện tử Hanh Nguyễn, công ty audio Hanh Nguyễn xin được trân trọng kính chào đến tất cả các bác, anh chị, các bạn và các em nhé. Công ty điện tử Hanh Nguyễn này tiếp tục thực hiện được một niềm vui, đó là được test bộ hát karaoke giản dị nhưng cho chất âm hết sức là trong sáng, ngọt ngào, uy lực. Thế đây chính là bộ hát hiện diện cho phân khúc tầm trung, có một màu đen kịt, quyền lực và cao quý. Thì bộ hát này Hanh Nguyễn đã sử dụng một chiếc Smex K5 huyền thoại. Thì dòng Smex K5 huyền thoại này thì đã có rất nhiều các bác trên thị trường đã dùng và đánh giá tới tốt phân khúc tầm trung, nhưng cho ra chất nhạc hết sức là uy lực, cũng như tiếng mic là nhẹ, chống được rú rít, đặc biệt những loa chiếc giấy. Thiết bị thứ hai mà Hanh Nguyễn đưa vào bộ hát đó là một chiếc lọc DBX231 62 cần, mỗi vế là 31 cần, có nhiệm vụ trải các sợi đàn âm thanh ra một cách chi tiết nhất, ngọt ngào nhất. Thiết bị thứ ba đó là một cục đẩy công suất Librox bãi Trung Quốc xuất Nga D240, cục đẩy đánh 2 kênh và 20 đèn. Hanh Nguyễn đã sử dụng một đôi 3G audio để test thử. Và bộ hát này với một dòng mic có dây CF-B6 thì Hanh Nguyễn cộng vào là một bộ hát, một đôi 3G audio kia, một đôi 3G audio cộng với một chiếc vang Smex K5 huyền thoại, một chiếc lọc DBX-231 và một cục đẩy công suất 20 đèn Librox D240 có trị giá tầm trên 12 triệu một chút. Các bác chỉ cần bỏ ra một số tiền là hơn 12 triệu thì các bác đã sở hữu một bộ hát vừa hát được mà vừa nghe nhạc được. Thế đây chính là câu hình mà Hanh Nguyễn test và gửi cho bác Lê Văn Dương. Địa chỉ của bác là thôn Trích 1, xã Đờ Lây Yăng, huyện Ea Leo, tỉnh Đắk Lắc. Bác lấy một chiếc Smex K5 huyền thoại, một chiếc lọc DBX231, một cục đẩy Librox và một đôi chiếc kèn Titan từ 17 họng 74. Đây chính là hiện diện của bộ hát mà bác ấy đã đặt từ công ty điện tử Hanh Nguyễn và công ty audio Hanh Nguyễn. Và Hanh Nguyễn đã test rất kỹ càng trước khi gửi đi xa. Và báo cáo với bác Dương, em sẽ cung cấp đủ rắc cho bác cái lối từ thiết bị vào vang, rồi lọc, cục đẩy. Đây chính thiết bị em đã cắm sẵn. Trước khi gửi đi xa thì em sẽ để chờ hai đầu dây ra. Đấy, hai đầu dây ra thế bác chỉ cắm như này xong. Thôi đúng chiều với nhá, đúng chiều bác Dương này. Đúng chiều. Quay lên này, cái chiều tam giác này, khớp tam giác quay lên. Và em sẽ tặng bác một cặp dây như này, lưu xích. Một cặp dây lưu xích như này. Thì các chú này, cái lỗ lưu xích này chính là giống cái cầu trên này, và lỗ lưu xích dưới chính là giống cầu kẹp dưới này. Bác dùng lưu xích được, bác dùng kẹp dây cũng được. Đấy, không sao cả, dùng được cả hai thiết bị cùng lúc. Và cái này hỗ trợ bác nhá, hỗ trợ cả rất sâu ly này. Thì em cũng tặng bác luôn hai rắc ly, bác muốn làm gì nào có thể thử cụ đẩy riêng biệt, cắm vào đây cũng chạy luôn. Đây rắc cao lông đấy, chính là hiện diện của hát. Cách đầu lối rất đơn giản, nhạc bác cấp vào lọc cho em, em đánh dấu sẵn rồi, em để sẵn hai đầu chờ rồi và để dây bác về thử luôn. Đấy, em để cả cái em tách ra K5 và lọc, em đóng một gói, còn cụ đẩy đóng riêng một gói, và em để thừa đúng hai đầu dây ra. Bác về bác cứ kết nối là xong. Em để tất cả dây sẵn rồi, để bác chỉ việc cắm là chạy luôn. Thì em sẽ hướng dẫn qua một chút bác về cách chỉnh này. Chỉnh luôn, em đánh dấu luôn nhá. Đánh dấu luôn để bác lấy một cái cơ sở để chỉnh thôi. Bởi vì là có thể bác chỉnh theo ý bác được, nhưng mà đây là cái cơ sở của em chỉnh. Đây bác nhìn, hai kênh này. Em đánh dấu đây. Em tắt dừng điện thoại, em đánh dấu xong em sẽ chỉnh cho bác nhá. Đây mới em đánh dấu xong này. Bác nhìn vào họ em một chút nhá. Này em đánh dấu một chút thì nó hơi bẩn một chút, nhưng mà cái này có thể bác sử dụng bằng móng tay. Bác có thể làm bật được cái bút xóa. Thì bác nhìn vào cái đây, nhìn vào 35 thì bác nhìn theo chiều đối diện bên tay trái bác nhé, bên tay trái này. Cái này là nhại, nhại của mic.
thì bác muốn nhại nhiều nhại ít thì bác tăng luôn ở đây. Thì em có để cái mô hình mẫu đây để về bác có thể giảm đi hoặc tăng lên tùy theo cái giọng hát của mình. Tiếp theo đây là cái vôn to nhá, đây là Echoniver này, vôn này vôn mic to nhỏ tổng của mic, to nhỏ tổng mic và lúc này lúc to nhỏ nhạc, to nhỏ nhạc. Thì bác nhìn vào đây, đây chính là daily, tức là Zbeat lặp lại giọng ca, còn daily là kéo ra giọng ca. Thì em để này 12 giờ 12 giờ. Đây tiếng bass mà tiếng check, cái này tiếng dập giọng trầm và giọng ca, cái này dập giọng cao giọng ca. Nếu bác nghe mà nó ồm nhiều quá ấy, những nhà mà nó ồm ấy, nhà ống thì bác hạ em tiếng bass là xuống, bass là xuống này, đấy bass xuống, nhưng đừng hạ nhiều quá sẽ mỏng giọng ca. Và bác nhìn đây, nó có ở trước nó hỗ trợ một lỗ mic, hai lỗ mic, ba lỗ mic, thì cái trên áp thụt này nó sẽ chỉnh riêng biệt cho lỗ mic 1 và 4, 4 đằng sau nó có hạ có hai lỗ, ở sau nó 4 và 5. Mic 2 thì do trên áp là điều chỉnh. 2 và 5. Đấy 2 và 5 anh nhìn đây, 2 này. Trên áp là điều chỉnh. 3 thì độc lập một mic, thì bao giờ cờ 3 là cờ nhẹ nhất. Đấy, thì bạn nếu mic có dây thì bác sẽ cắm cho em là mic sau đây. Bạn nhìn này, đây mic em nhá. Đây. 1 2 1 2 nhé, còn đây bác đừng nhầm nhé, lỗ ra nhé, hỗ trợ cái dòng vang calam hỗ trợ rất nhiều lỗ ra, calon này, 6 ly này, lỗ này giống lỗ này và lỗ này giống lỗ này và này ra này, ra này, này ra này và ra nữa này. Thì calon nó có hai đường vào, aux 1 đường vào và aux 2 đường vào, thì bác chỉ cần chuyển cái phương pháp này thôi. Đấy, còn lọc thì bác nhìn đây, nó có hai kênh riêng biệt này, thì nút 1 em để đánh dấu này, đánh dấu này và em đánh dấu tất cả cái giải tần em chỉnh vào này theo hình điện sóng. Đấy, dưới này vậy. Nếu mà cảm thấy thiếu tép thì bác lưng em từ vị trí này từ vị trí 2K đây, 2K đây đến 16kg lưng lên, lưng cao theo vạch em đánh dấu lên là được. Ở dưới cũng vậy, ở trên chỉnh như nào thì ở dưới bác chỉnh như vậy, cụ đẩy em đánh dấu này. Đấy, bác có căn cứ bác chỉnh. Em đã test nhạc bác nghe nhá, rất là hay luôn, uy lực mạnh, rất là mạnh. Đây to nhỏ nhạc này, âm nhạc của anh không quá, cái này không em thử bản trống nữa nhé, trống rất là uy lực. Đây, đây lút tôi nhỏ nhạc thôi nhá, lút tôi nhỏ nhạc, còn đây lút tôi nhỏ mic này. Khi nếu mà bác trường hợp mà hát ồm mà hại em có nút bass này, bass phần mic EQ này, bass đây, bass này một này. Và bác hại em nút bắt này là 2 này. Nếu rú bác hại em chép này là 1 này. Và chép này là 2 này. Đấy, còn phần nhạc bác không động đến cho em cả. Đây là nút khóa đường mic tổng ra trước khi ra nút này. Thì bác em để sẵn rồi. Và em sẽ test một đoạn. Rồi ok. Cái bộ này nó chỉ phân khúc giá hơn hơn chục triệu nhưng mà rất là hay luôn nhá. Rất là hay luôn. Tiếng mic hay. Đấy, cái này là em đang sử dụng cái chiếc kèn. Đây em sử dụng chiếc giấy. Giấy thì mình nếu cái kèn đấy nó ú thì bác chú ý này, bác giảm cái mic xuống em một tí, giảm chắc xuống một tí, giảm mic chắc vào này tí, còn chiếc giấy thì bác phải tăng lên làm sao nó không ú và nó nhẹ là được. Vậy em sử dụng đôi loa chắc giấy 3GAO. Em sử dụng một cái mic này mà nhá, mới chuyển một dạng hát này. Ngày đó lâu rồi hai đứa mình yêu nhau, mong ước dài lâu ta sẽ chung nhịp cao, đuôi ong bắt bắt bướm bay bay đông cài cầu áo, đầy đầy yêu lắm sâu đã đi vào cõi nhớ, thuở ấy chung mình anh ngắm nhìn trăng lên.
sự ấm lòng nhau qua mấy câu chuyện tình, lời ru bên nước ai chiều hoa. Tình ơi dần dần như lỡ một cũng đã. Đấy, quá trình nghiêm test cho bác Dương đã hoàn thành. Cảm ơn bác Dương đã ủng hộ công ty điện tử Hành Nguyễn và công ty Auto Hành Nguyễn. Đây là những thông số em đánh dấu mang tính cơ bản, có thể về bác tùy chỉnh được không nhá. Cơ bản thôi, còn tùy chỉnh theo phòng nữa. Không vấn đề gì mà trợ giúp thật, bác hãy liên hệ với số điện thoại 0936 583 140 thì tất cả anh em với thật em sẽ hỗ trợ bác một cách tốt thì thôi.